2 hours later. Gì mà nhiều giây vậy trời? Chết tôi, bro. Sao đây? Làm sao để kết nối giữa piano với máy tính đi? 2023 rồi mà còn xài giấy nhựa tùm lum như vậy. Đây chỉ cho. Đập hộp cái một bluetooth điện thoại đi. Và bây giờ hãy cùng mình đọc hợp con Cutman Cast 1 Bluetooth này nhé. Đây là tất cả các bộ phận của chiếc Cutman Cast 1 Bluetooth có trong chiếc thùng này. Như các bạn có thể thấy, nhà Cutman luôn đóng gói sản phẩm rất tốt. Tất cả các bộ phận của đàn được bao bọc bởi những lớp màng PE để chống bụi và chống chày. Ngoài ra là những miếng xốp cực kỳ to và chắc chắn để bảo vệ chúng khi vận chuyển. Ở đây là thân đàn. Bộ chân đàn bao gồm một tấm chắn sâu và hai chân đàn. Kế tiếp là bộ ba pedal, một cục nguồn, ốc lắp đàn, sách hướng dẫn và một phiếu bảo hành lên đến 24 tháng đến từ công ty nhạc cụ Minh Phụng. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt chiếc Cutman Cast 1 Bluetooth này một cách dễ dàng nhất nhé.